Theo các chuyên gia, các sản phẩm kích dục hay cường dương chỉ có tác dụng kéo dài cuộc yêu, tăng nhu cầu, ham muốn tình dục của người dùng ngay tức thì, mà không có tác dụng tốt đối với sức khỏe sinh lý về lâu dài. Cái kích dục thì người ta quan niệm tức là dùng cái testosterone để nó làm cho cái máu nó ào ạt vào các cái thể han, thể số, thì nó chèn ép cái tĩnh mạch không cho về nữa, thế là làm tạo ra cái cương dương. Thế nhưng mà khi mà nó hết cái vai trò của testosterone rồi thì cái máu ở đây nó lại rút ra, thế là lại xỉu đi. Trong khi đó, phong độ của phái mạnh được quyết định bởi nội tiết tố nam giới testosterone. Vì vậy, để vấn đề sinh lý nam giới được cải thiện, cần tăng testosterone nội sinh trong cơ thể. Qua nhiều nghiên cứu, các thảo dược tự nhiên như dâm dương hoắc, bạch tật lê, phá cổ chi, cẩu kỳ tử có trong sản phẩm mãnh hổ vương đã được chứng minh đóng vai trò rất quan trọng trong sản sinh testosterone một cách tự nhiên, làm chậm quá trình mãn dục nam an toàn và bền vững. Mãnh hổ vương giúp gia tăng nhanh chóng nồng độ hormone sinh dục nam trong thời gian ngắn, giúp kéo dài thời gian quan hệ, điều chỉnh các vấn đề về chức năng sinh lý trở ngại, phục hồi chức năng thận, giảm đau thắt lưng, mỏi mệt sau khi quan hệ. Đặc biệt tốt với những người rối loạn cương dương, liệt dương, xuất tinh sớm, hỗ trợ điều trị làm chậm quá trình mãn dục nam. Kinh nghiệm dân gian thì người ta thấy rằng là những cái người yếu về thận ấy, thì một trong những vị thuốc để bổ thận, cái dâm dương hoắc này, đều là những cái vị thuốc kinh điển mà người ta hàng nghìn năm nay người ta vẫn dùng để mà điều trị các bệnh nhân bị yếu về thận, yếu sinh lý thì nó mới tạo ra được tinh trùng, nó mới tạo ra testosterone. Cũng theo các chuyên gia, các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược như mãnh hổ vương cần có thời gian khoảng 2 tháng để hàm lượng dược tính ngấm vào cơ thể. Vì vậy, sẽ không cho thấy công dụng ngay nhưng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương. Với cơ chế tác động từ tạng thận, mãnh hổ vương giúp bổ thận sinh tinh, sinh huyết, từ đó làm sống lại các tế bào thể han, thể xốp, khiến dương vật cương cứng và gia tăng độ dài, kéo dài thời gian quan hệ, điều chỉnh lại các vấn đề về chức năng sinh lý trở ngại, giúp cơ thể khỏe mạnh, sáng da, đen tóc, kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới, giúp họ trở nên khỏe mạnh và dẻo dai hơn. Mãnh hổ vương là một sản phẩm thuần đông y, do vậy đảm bảo hiệu quả bền vững mà không có tác dụng phụ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.